Chỉnh sửa lại cái giao diện sang tiếng Anh thành tiếng Việt. Thì hiện tại ở đây thì những cái phần dữ liệu thì em sẽ chỉnh sửa ở trong admin. Bởi vì dữ liệu thì các bạn nhập hết sang tiếng Anh nhé, nên là nó sẽ có cái phần tiếng Anh. Đây, ví dụ như ở đây nhá, category này, ở đây em nhìn thấy các thông tin này có nghĩa là những cái thuộc tính của sản phẩm ấy. Ở đây ví dụ danh mục này, ví dụ như em có thể chỉnh đây là những cái tên tên của danh mục thì em edit ở đây nhá. Thì những cái này thì anh không edit nữa, em sẽ edit tiếng Việt. Đây, ví dụ như ở đây anh đây này, em nhìn thấy tiếng Việt chưa? Thì em có thể chỉnh sửa lại nhá. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thông tin sản phẩm. Thì ở đây anh đã chỉnh hết tất cả các thuộc tính của nó về tiếng 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 Việt rồi. Em nhập lại hoặc edit lại ở đây nhá. Đây, ví dụ như anh edit lại một cái này. Đây, ví dụ như là nước hoa, ví dụ như ở đây có nghĩa là ví dụ như của anh này, của nhãn hiệu nào của anh mà. Đây, danh mục ví dụ như thằng thằng này gì đấy, chọn vào cái danh mục đại đi. Sau đó thì em chọn vào ví dụ như cái mà thương hiệu, đây thương hiệu là của nước Anh nhá, chọn là danh mục nào được, chọn đại một cái danh mục để biết được là em sẽ lưu thành công ở đây đấy. Ok, tiếp theo là đến phần sản phẩm. Đây, sản phẩm thì ở đây nhá, nó sẽ có những cái thông tin như thế này, thì em có thể edit nó đi. Em có thể chọn này, chọn này, chọn bất kỳ một cái gì đấy, giá, số lượng, ngày sử dụng này. Ok, xong ấn lưu phát này, xem thử nó báo lỗi gì này. Rule method rule do not exist. Thế vào cho anh cái thằng này, anh sẽ fix luôn. Admin product controller update à? Đây, update của nó như này. Đây, hiện tại thằng này viết request nhưng mà không 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 viết validate, thì ở đây em có thể bỏ nó đi, không không cần ấy cũng được. Đây, cho request đi. Cho này, cho request đi. Đấy, thì là anh sẽ cập nhật được mô tả này. Ok, đây là anh đã fix xong cái phần bỏ cái biến động số dư. Đây, update này, update sản phẩm bị lỗi là ok đúng không? Tiếp theo này, checkpoint đây, ok, cái logo anh đã sửa rồi nhá, sửa cho màu thanh đỏ dưới thành trắng, thanh đỏ trên thành màu xanh đậm dương như logo. Thế thì càng quá, bởi vì cái màu logo này nó chả biết là cái màu gì. Cứ cho lại đi, sẽ chỉnh cho nó giống cái màu sinh động này. Sinh động là màu này đúng không? Đây, hiện tại anh sẽ chỉnh ở đây, anh sẽ hướng dẫn đây cách chỉnh luôn nhá. Còn em sẽ nếu mà không đúng với màu của em thì em sẽ tự chỉnh lại nhá. Đây, lấy màu này đúng không? Ok, anh sẽ lấy màu này này. Em search cho anh cái file header này. Đấy, file header front end này. Header top, đây nó sẽ nằm ở một header top này. Đấy, xóa thằng này đi, em cho anh cái background này. Đấy. Desktop và mobile cũng tương tự nhá. Mobile này, thằng này nó cũng sẽ có cả mobile nữa nên là và chỉnh luôn. Ok, em nằm lại này. Tiếp tục. Sửa tiếp là thằng này nó sẽ là màu dưới này, màu dưới này thì nó nhạt hơn này. Dưới này là màu này à? Thằng này là màu này à? Đây à?
màu này thì nó hơi nhạt. Ok, nếu mà em muốn như này thì anh sẽ để kiểu như vậy vậy. Header đây, nó sẽ nằm ở cái header này đây này. Đấy, thì em chỉ cần cho này vào là được. Thứ hai nữa là cái button, button nó đang ăn style thì cũng phải chỉnh lại cái button cho nó nhé. Button chỗ search đấy, đây, search này. BTN search, BTN search. Đây, em ghi là style background. Background và border luôn. Đấy, ok. Đấy. Ok nhá, xong cái này nhá. Tiếp theo này. 1 2 là ok rồi này. Ba này, việt shop này, thực ra việt shop thì ở đây nó cũng sẽ có ít thôi, thì anh sẽ sửa luôn header này. Đầu tiên là nhìn này, đây em nhìn thấy chưa, những cái này nó là cái thực ra dịch lại thôi, chăm sóc khách hàng này, đây là, như là kiểm tra đơn hàng phải, kiểm tra đơn hàng, tài khoản, tổng quan, đăng xuất này, đăng ký này, đăng nhập này, thằng này cũng tương tự. Đăng nhập này. Đây, cái logo là thay ở đây nhá. Đây này, em nhìn thấy logo thay ở đây này. Đây, ok, sẽ xem tự này. Đấy, nó đã chuyển sang hết tiếng Việt rồi. Cái chỗ này thì là từ khóa tìm kiếm này. Tìm kiếm. Ok. Tiếp theo nữa là ở cái mục trang home. Trang home nha. Phone này, home này, page này, em nhìn thấy các page anh đều phân loại theo thì cứ thế mà vào sửa thôi. Đây cái mục slide của nó đây. Cái này thì dịch tiếp nó ra thôi. Sản phẩm bán chạy à? Tiếp theo là sản phẩm mới này. Sản phẩm hot đây. Ok. Vậy là đã xong được cái đoạn của trang home này. Tiếp theo là đến phần giới này. Sản phẩm đã xem nhá. Thằng này nó là sản phẩm đã xem. Đây là bài viết này. Viết này. Đây là sản phẩm đã xem nhé. Đấy, ok. Bắt đầu ở cái giới footer này này. Cái footer này thì anh sẽ tìm lại cái project cũ của anh add nó vào cho nhanh.
mình sẽ copy thằng này sang để thay hết toàn bộ cái footer bên này. Đấy. Phụ kiện. Thì nó sẽ mất đi cái thì đây là cái danh mục nhá, cái danh mục những cái này là cái phần ở bài viết này, những cái trong cái content này sẽ hướng dẫn em thêm sau này. Đấy, ok. Đây cái danh mục tin tức cũng thế nhá. Đây này. Đây là menu chỗ tin tức ấy, thì em sửa ở bên trong admin ấy, đây trong admin này. Menu tin tức này. Nó là dữ liệu động thì em edit lại nhá. Đây, edit lại sang tiếng Anh hay sang tiếng Việt là được. Tiếp theo là đến cái màn anh sẽ sửa từ màn 1 nhá. Xong cái màn này đến màn danh mục này. Danh mục thì ở đây nó đang view nào đây nhỉ? Danh mục này là view product. Đây. Anh sẽ sửa lên phần này, trang chủ này. Ok rồi. Tổng sản phẩm này. Nát này là gì? Mới nhất à? Cũ nhất à? Mới nhất à? Ok. Tổng sản phẩm. Tiếp theo là mục size 3. Đây, size 3 đây. Giá này. Thuộc tính này. Đánh giá này. Ok. Đây ở đây là những cái thuộc tính này là em sửa trong admin nhá. Trong admin nó em sửa như nào thì nó sẽ hiển thị như thế. Anh ví dụ một cái này. Sản phẩm này, thuộc tính này. Size thương hiệu Homan Kate Coffee. Để xem sao nó lại attribute. Bây giờ mình sửa đã bạn nhỉ. À, thằng này nó đang cache. Ok, hiểu rồi. PP cache clear. Đấy, em nhìn thấy chưa? Đây, nó đã tạm biệt hết rồi nhá. Những cái này là dữ liệu thì sửa trong admin thôi. Tiếp tục vào đăng chi tiết. Đây, trong chi tiết thì nó sẽ có các phần như là view chi tiết này. Product detail này. Đấy. Nó sẽ phân loại từng trang khá là chi tiết. Trang chủ này. Sản phẩm này. Đấy, trang chủ sản phẩm. Đây là cái tên sản phẩm nhá, em sửa như nào nó sẽ hiển thị như thế nhá. Đây sẽ sửa là sản phẩm đã hết. Giá cụ. Giá này. Giá này. Lượt xem này. Mua ngay. Thêm yêu thích. Sản phẩm. Đây. Ok. Tiếp theo ở đây anh có thêm một tab là xóa phần quản lý bài viết cả user và admin này. Ô, không cần à. Bỏ cái biến động số dư. Checkbox dữ liệu. Sửa thành hình trái tim
phải. Cái này thì không để cái này để thế thôi, anh không sở hình trái tim đâu, mà công nó phải design lại. Đó, thêm yêu thích, nói chung nó thế này được rồi. Đấy. Chỗ này thì là thông tin này, danh mục này, hạn sử dụng này. Đấy. Tiếp theo dưới này thì nó sẽ là nội dung và đánh giá. Gửi đánh giá. Nội dung. Đấy. Mấy cái kia để vào vặt nó cho tí tiếng Anh cũng được, không sao. Cái 22 cái tuyệt vời. Thế này chả biết. Cái này chả biết là như nào, thôi kệ luôn. Đã mua tại shop. Đấy, đại khái nó chỉ cần vậy thôi. Trong trong cái này thì chả cần đâu. Form comment. À đây. Nội dung comment. Gửi comment. Thằng này bỏ đi, chả cần để đấy. Ok. Bỏ phần tin tức à? Bỏ phần tin tức thì bỏ cái biến động số dư à? Anh sẽ đăng nhập vào tài khoản. Đây, cái phần này cũng thế, anh sẽ convert luôn này. Config user. Đây. Nó chỉ là tiếng Anh, tiếng Việt thôi mà. Anh có nhiều bản. User. Đấy, bỏ đi biến động số dư tất cả. Ok, user đâu nhỉ?
Ok. Đây thì anh sẽ chỉnh từng mục luôn này. Comment này. Danh sách comment này. Bình luận này. Tổng quan này. Đây là tổng đơn hàng này. Đơn hàng đã hủy này. Chờ xử lý. Thành công này. Cái của đây nó hiện đang nhìn nhảy đây, tiếp tục là cập nhật thông tin này, đến này cập nhật thông tin này. Ok, mấy cái này thì anh để im để vậy được nhé, tại vì thông tin này đa phần là nó hay kiểu vậy rồi. Quản lý đơn hàng, sản phẩm yêu thích này. Lịch sử đăng nhập. Lịch sử thanh toán. Sản phẩm đánh giá này, đánh giá sản phẩm này. Chi tiết đơn hàng này. Thông tin này. Cái này là cái gì ta? Thông tin sản phẩm. Đấy. Checking. Theo dõi đơn hàng. Trạng thái đơn hàng. Đơn hàng của bạn. Ok. Đây là phần danh sách đơn hàng. Đấy. Cập nhật thông tin rồi. Sản phẩm đã xem. Ok. Đấy. Product. Còn một cái view product nữa. Đây. Sản phẩm đã hết. Sản phẩm đã hết. Đấy. Tiếp theo là phần giỏ hàng này. Giỏ hàng, đơn hàng. Đơn hàng, thông tin đơn hàng, thông tin, thông tin. Đấy. Ok, ở đây xem em có nốt gì không nhỉ. Phần thanh toán anh sửa thành hai phương thức thanh toán khi nhận hàng và thanh toán VNPay. Mấy cái quản lý thanh toán anh bỏ hết cho em gửi tài liệu.
VNPay. Okay. Okay. Bỏ bài viết à? Bỏ bài viết à? Bỏ bài viết thì là trong home. Thế này. Đây, thế thằng này bỏ này. Thông tin. Đấy. Bỏ bài viết thì trong admin nó sẽ bỏ, anh sẽ ẩn đi cái menu bài viết này. Đây, sẽ ẩn đi cái bài viết như này. Cho hết quản lý bài viết user và admin. Và cả user không quản lý à? Phải chưa? Thành viên và đối tác này. Đấy. Hiện tại thì hệ thống đang tích hợp ngân lượng rồi nên là anh không tích hợp thêm cái thằng VNPay vào đâu nhá. Bởi vì để mỗi một thằng một hình thức thanh toán online qua thằng ngân lượng thôi, còn thêm cái ngân hàng kia thanh toán thì có anh đã sửa lại tách đấy.